Từ đêm qua đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 19 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát tốt. Trong đó, 15 ca liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được cách ly tại bệnh viện và cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh ở Trường Đại học Thủy Lợi. Hai trường hợp ở thôn Mộc Ti, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm có liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù. Một trường hợp ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi là F1 của bệnh nhân từ chợ Ninh Hiệp, Hà Nội về. Một trường hợp ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu là lái xe đường dài về từ thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc tại trung tâm y tế huyện Văn Giang. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 387 ca bệnh, 305 ca đã khỏi bệnh. Trong 4 ngày qua, ghi nhận 68 ca bệnh. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tại một số địa phương và thành phố Hưng Yên có hiện tượng lan tỏa thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, có biểu hiện hoang mang, thu gom, tích trữ lương thực, thực phẩm, dẫn đến hoạt động tập trung đông người và gây bất ổn trên địa bàn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, không chủ quan, lơ là, đồng thời không hoang mang, bình tĩnh tiếp nhận thông tin, xác nhận độ chính xác của nguồn tin, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng và thông tin không chính xác. Tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo ngành y tế và các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi, đủ điều kiện trước ngày 8 tháng 11. Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm theo nhu cầu của người dân, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các mặt hàng thiết yếu,